Xin kính chào quý vị các bạn. Thì mùa hè đã đến thì trong cửa hàng mình cũng nhập rất là nhiều các sản phẩm để quàn để tiện cho các bạn đến lắp đặt để chúng ta mua được một thùng quạt đứng D450 5 cánh để lắp ráp một cách dễ dàng. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ lắp một chiếc quạt cây phong lan rất chỉ là dễ dàng. Khi chúng ta mua về chúng ta có thể lắp ráp và chúng ta sử dụng được ngay. Và bây giờ thì mình cùng các bạn sẽ lắp ráp chiếc quạt này để sử dụng luôn nhé các bạn nhé. Ta bỏ hết cái bóng ra cánh tránh cái khu dưỡng vụ của quạt chặt các bạn nhé. Thank you.
giang tất Vừa rồi chúng ta đã lắp hoàn thiện một chiếc quạt phong lan của chúng ta ở đây, thì mình cũng quay gần thêm để các bạn cũng nhìn rõ hơn. Đây là chiếc quạt phong lan 5 cánh như các bạn nhé, chân rất chắc chắn, cổ lấy linh hoạt, khi các bạn nhặt ra thì các bạn để lên cao hạ xuống cái cặp này như các bạn nhé. Đấy, còn đây là cái khớp để chúng ta cụp quạt lên hoặc là ngửa quạt lên bằng đây. Còn đây là số quạt đấy các bạn. Đấy, có 3 số. Số vòng tròn các bạn nhé. Số 3 là to nhất này. Bên đây là 0 này. Đấy, bên này cũng vậy. Còn đây là túp lăng của chúng ta. Thì chúng ta ấn xuống quạt chuyển hướng này. Chuyển hướng đấy, sang trái sang phải, bạn thấy không? Quạt rất êm, khi chúng ta muốn đứng lại chúng ta chỉ cần đứng lên, đấy, quạt đứng lại. Đây là thông số kỹ thuật của quạt đấy, 65W, cánh 450, đấy, công ty điện cơ Hải Phòng. Đây, con này được đánh giá là 5 sao. Rất tiết kiệm điện các bạn nhé.
Ở đây thì mình cũng nói thêm các bạn nhé, chiếc quạt phong lan quạt cây 5 cánh màu xanh rất chìa đẹp. Đấy, lồng này toàn bộ là inox chống rỉ luôn. Đấy, có giá bán ở tại cửa hàng mình nhé là 505.000 nhé các bạn nhé. Đấy, giá bán tại cửa hàng luôn, mình cũng báo giá luôn để cho các bạn biết. Đấy, cánh của nó là... Đấy, khi chúng ta mua một thùng quạt này như này về thì các bạn chỉ cần gõ và tìm kiếm là cách nắp quạt cây thì là các cái quạt của chúng ta sẽ ra. Đây là cách hướng dẫn lắp đặt rất đơn giản để chúng ta lắp đặt được luôn, có thể sử dụng được luôn nhé các bạn nhé. Và video này đến đây là hết. Để các bạn thấy video hữu ích thì nhớ like, đăng ký kênh để tiếp tục nhận những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.